bộ phim Sóng Gió Vận Hành. Vào đi. Mau đuổi hắn ra ngoài. Chu gia ta sắp ra ngoài rồi, không để ta yên ổn được mấy ngày sao? Bớt lời đi, đi thôi. Từng có ba ngựa trong ngục, ngươi có biết bọn họ đều đi đâu cả rồi không? Đều bị Chu gia ta đánh cho chạy rồi. Ngươi không nghe ngóng xem, ai mà dám ở cái phòng này đâu. Coi như ngươi may mắn đấy. Chu gia ta sắp ra ngoài rồi, tâm trạng tốt, không thì ta xử lý ngươi lâu rồi. Phơi nắng chút đi. Chào Chu gia. Chào Chu gia. Chào Chu gia, ngài dậy rồi à? Ngài nói ngài sắp ra ngoài rồi. Đúng vậy. Chúc mừng Chu gia nhé. Chúc mừng Chu gia. Còn vài ngày nữa thôi, ngài ra ngoài rồi thì nghĩ tới bọn ta nhớ nhé. Yên tâm đi. Chính là hắn. Phải đánh vậy nè. Chu gia, ngài tới rồi à? Đang chơi à? Đi như vậy không đúng. Nên để đây này. Đến ngươi rồi, mau. Ngươi phải đi như vậy biết chưa? Đánh gì nè? Đúng rồi, đúng thật là. Đúng rồi. Đánh thế, đúng rồi. Đừng sốt ruột chứ. Đợi một chút đã. Để đây nè. Đừng sốt ruột. Đừng sốt ruột. Đợi ta đánh đã. Giờ địa bàn này là của các ngươi hết sao? Người huynh đệ, ta là Chu Tam, Lỗ Thạch. Lương Sơn, Đông Lâm, Dận Thành, phía Tây giáp giới Quyên Thành, phía Nam liền giới Cự Dạ, phía Bắc có sông Hoàng Hà. Nhìn sang được Hà Nam, thuộc thành trấn quan trọng của phía Tây Nam Sơn Đông. Lúc này, các bang hội ở Dận Thành đang trên đà đi lên, đặc biệt là Thái Sơn Hội, rất lớn mạnh. Mấy ngày trước, đại ca, người đứng đầu Thái Sơn Hội bị bệnh nên mất, chức vị thủ lĩnh trống không. Trong Thái Sơn Hội, người đứng thứ hai là Lương Tái Thành vì ông có mưu kế. Lão Tam Dư Đường thì cũng là một nhân vật có thực lực không thể bàn cãi. Vì vị trí này sẽ rơi vào tay ai, trở thành tiêu điểm của cả giang hồ. Những gì đang ngồi đây, ngoài một vị lãnh đạo của Thái Sơn Hội chúng ta ra, ta còn mời trưởng môn của những bang phái khác trong Dận Thành nữa. Mọi người đều biết, đại ca của Thái Sơn Hội vừa mất vì bệnh, còn không kịp để lại di ngôn.
Đất nước không thể một ngày không có vua. Thái Sơn Hội chúng ta cũng không thể không có thủ lĩnh. Hôm nay mời mọi người tới đây là vì muốn thông báo với các vị, vài ngày nữa Thái Sơn Hội sẽ chọn ra người đứng đầu. Hồ Ban Chủ là ban chủ của Ngũ Hợp Bang, cũng là tiền bối. Hôm nay ta mời Hồ Ban Chủ và các vị trưởng môn khác tới để chứng kiến, làm phiền các vị. Thái Sơn Hội là ban hội lớn nhất trong Dận Thành, hay thậm chí là cả Sơn Đông, bắt buộc phải có một người lãnh đạo khiến mọi người phục. Bây giờ Lương Tái Thành là người đứng thứ hai của Thái Sơn Hội. Hắn là một người thông minh, có năng lực, là người mà các vị trưởng môn khác tin tưởng được. Sức có danh tiếng trên giang hồ, có thể nói là mọi người đều nghĩ như vậy. Dư Đường là tam ca, cũng là trụ cột trong Thái Sơn Hội. Sau này trưởng đà chắc chắn sẽ nằm trong hai vị. Hồ Ban Chủ, ông không cần khách sáo như vậy. Ông thiên về Lương nhị ca hơn thì cứ nói thẳng thôi. Nhị ca, có chuyện gì là hai ta không nói riêng được chứ? Cứ phải làm rầm rộ lên. Lão Tam, ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Đại ca chết rồi, Thái Sơn Hội có cái gì? Hai chúng ta phải lập danh sách đi. Anh em ruột cũng phải tính rõ. Viên Dạ Minh Châu đó chắc đại ca không mang vào con tài đâu nhỉ? Lão Tam, đại ca vừa chết mà đệ đã muốn chia tài sản, chọn trưởng đã là vì cái gì? Vì Thái Sơn Hội không được giải tán. Các vị, ta đã chọn một ngày. 10 ngày sau là mùng 9 tháng 10, ngày lành tháng tốt. Hôm đó chúng ta sẽ tập hợp đủ để chọn ra trưởng đà. Mua rồi thì bỏ tay ra nhé. Cược đại đi. Cược tiểu. Cược tiểu. Mua xong hay bỏ tay ra? Đại. Đại. Đây rồi. Nhà thầu thắng. Mua rồi hãy bỏ tay ra. Tam ca, tới rồi à? Đi thôi. Đứng lại. Hai người muốn làm gì thế? Hai người biết chữ không? Sòng bạc phúc giận, không phải ai cũng vào được đâu. Không tự nhìn lại mình đi. Hai vị muốn chơi dài dáng, ta thấy hai người có cầm cả quần áo đi thì cũng chơi không nổi. Đi đi. Biết à? Đi mau đi. Đi mau đi. Đi. Đánh đi. Chu Tam, ta nói ai dám đánh sòng bạc ta chứ? Thì ra là ngươi à? Đại ca, ta thành như vậy là huynh mất mặt rồi. Ta không muốn phá đâu, nhưng thuộc hạ của đại ca khinh thường người ta quá. Đây là huynh đệ của Chu Tam,
sau này phải gọi là Chu ca. Chu ca, đại ca, đây là Lỗ Thạch, người ta quen được trong ngục. Sau này ta là anh em hết. Đi. Từ ngục ra, ta không hề định tới chỗ khác. Ta nghĩ ngay rằng sẽ tới nhờ giả đại ca. Tên tiểu tử này không sợ no chết à? Theo ta rồi, sau này sợ đó gì nữa? Đại ca, ông già chết rồi. Trưởng đà của Thái Sơn Hội chắc là huynh rồi đúng không? Sau này mọi người đi theo huynh, Dần Thành sẽ thành thiên hạ của chúng ta. Không mang được tay gấu lên thì ta đập tiệm ngươi. Đại gia, ngài đừng nói, ngài đừng hét nữa. Bớt đi. Ai dám tranh giành với bọn ta, ngươi hãy báo tên ta đi. Các ngươi sẽ sợ chết khiếp. Đại gia, ngài đừng nóng. Từ gia, tiểu nhân. Sao? Nói đi. Lương gia. Trùng hợp vậy sao? Lương gia cứ đòi ăn tay gấu, nhưng trong cửa tiệm chỉ có một cái thôi. Từ gia đã gọi mất rồi. Chúng ta không đắc tội nổi Lương gia. Từ gia, ngài độ lượng, ngài có thể đổi món khác được không? Bữa tối nay tiểu nhân sẽ mời ngài. Không đắc tội nổi hắn, chỉ ngươi đắc tội nổi với đại ca ta sao? Có trước có sau. Bọn ta gọi tay gấu trước mà. Mặc kệ bọn họ đi. Ta muốn xem ai là người muốn giành đồ ăn với bọn ta đi. Quá xa chính là Tam ca. Thế là hiểu lầm rồi. Chu sư gia, là ngươi tranh tay gấu với ta sao? Tam ca, ta đâu dám. Bên đó là nhị ca. Nhị ca cũng ở đây sao? Thế thì trùng hợp quá rồi. Nhị ca, huynh cũng thích ăn quán này sao? Hai chúng ta cũng lâu không uống cùng nhau rồi. Hôm nay hiếm khi. Lão Tam, nghe nói chỉ có một cái tay gấu thôi. Một lát nó sẽ được mang lên ngay. Cùng ăn thôi. Người nhiều thịt ít, có chia được không? Nhị ca muốn ăn độc sao? Được, ta đi đây. Ta giành thức ăn của ngươi sao? Tay gấu tới đây. Ta cũng gọi huynh một tiếng Lương nhị ca. Tam ca ta hiểu chuyện, không tranh giành với huynh. Huynh đừng tưởng huynh lấy sợ huynh. Có biết phép tắc gì không thế? Ngươi không có quyền nói chuyện ở đây. Mau mang lên. Tính tiền đi. Dân à. Lương nhị ca, biếu huynh đấy. Nhị ca cứ dùng thông thả nhé. Vậy ta không có sáo nữa nhé. Người nói từ đường là cái này, nhưng hôm nay gặp, ta thấy hắn chỉ thế này thôi. Đi theo hắn, hắn có làm được việc gì không đó? Đại ca,
Thái Sơn Hồ có được ngày hôm nay không phải do huynh lao lực cả sao? Tần Lương tái thành đó, ngoài việc hết khua tay múa chân, không biết làm cái gì nữa đâu. Sao huynh lại sợ hắn thế? Về việc này, ngươi học Lỗ Thạch ấy, có gì cứ nói thẳng với Lương Tái Thành đi. Đi thôi. Đi. Các ngươi gọi hết người ra tập trung ở sân sau. Vâng. Ngài nói xem, lão Tam sợ thật hay là giả giờ thế nhỉ? Phải dìm bớt quy quyền của hắn đi, để mọi người biết ta mới là trưởng đà. Dân. Ta nói lại một lần, sau này các ngươi đều phải khiêm tốn cho ta, không được gây thị phi. Ai mà làm trái với quy tắc, ta không tha đâu. Tam ca, nhưng Dạ Minh Châu đó ban đầu chúng ta cướp được mà, còn mất mấy quân đệ liền nữa. Đại ca chết rồi, nhưng Dạ Minh Châu đó không thể về túi của Lương Tái Thành được. Ra ngoài. Trên đời này có Dạ Minh Châu thật sao? Đó là ngươi chỉ nhìn thấy thôi. Năm ngoái có tình báo, có thương đội ngoại bang đi qua Dận Thành, tam ca của chúng ta mai phục, sau đó mới biết. Thì ra đó chính là đồ ngoại bang. Nhưng lên triều đình, thứ đáng tiền nhất chính là viên Dạ Minh Châu. Đó chính là cống phẩm, chúng ta cướp được luôn đó. Quan phủ không truy cứu sao? Có tiền thì quỷ cũng sai khiến được mà. Thái Sơn Hội đã mua chuộc quan phủ châu quyền rồi. Lúc điều tra cứ làm to cho có thôi, thực tế thì chẳng có gì cả. Chỉ để đối phó với bên trên thôi. Nói thành vụ án không có manh mối gì rồi. Vậy bao giờ cho ta xem viên Dạ Minh Châu đó đi. Đợi đi, tên Lương Tái Thành đó là ai chứ? Ăn rồi mà hắn ngoan ngoãn nhảy ra được chắc. Mua thì bỏ tay ra nhé. Cược đại hay tiểu? Tam gia. Cược đại thắng. Lại đi. Cho ta mượn 2.000 vàng. Xin lỗi, ngài đã từng nợ rồi. Cho dây không? Không, tránh ra. Chu gia, được rồi mà. Thôi mà, đánh nữa thì hắn chết mất. Chu gia, ngài đừng qua đó. Chu gia, người đánh ta, nào lại đây. Tổ tông nhà ngươi, giỏi thì ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Chu Tam, giết người kia, mau chạy thôi, giết người rồi. Ta nói là không được giết người rồi mà. Ngươi xem lời của ta là gió thoảng qua tai sao? Đại ca, tha cho hắn lần này đi. Cứ làm theo quy tắc. Người đâu? Đợi đã. Đại ca, có một vài điều ta giữ trong lòng lâu rồi. Huynh đệ chúng ta không bắt nạt người khác thì thôi, nhưng không thể để người ta bắt nạt được. Chu Tam ra tai nặng là thật, nhưng mà không tới mức. Ngươi vừa tới đó có mấy ngày,
Mày dám dạy dỗ ta sao? Người đâu? Có. Đưa hắn xuống. Đi. Đi. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo bao? Người đâu rồi? Chào Chu sư gia. Lương gia, ta điều tra rồi. Người chết là một tên lưu manh ở Đường Bắc. Hắn chỉ có một mình thôi, không hề có thân thích gì cả. Chu Tam đâu? Chạy rồi. Từ Đường thì sao? Hắn nói sẽ làm hậu sự đàng hoàng. Sư gia, phải làm lớn chuyện này thế nào? Ta nói với Hồ Bang chủ rồi, nhưng cái tên lưu manh đó đã chết, là người của Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang sẽ ra mặt, yêu cầu giao hung thủ ra. Nếu như Từ Đường không giao được người ra, thì phải làm theo những gì ta nói thôi. Từ Đường cậy mình quản lý sòng bạc, muốn chia riêng với ta. Hắn còn muốn đòi lại Viên Dạ Minh Châu nữa. Mơ đi. Lần này ta phải khiến hắn mất cả người lẫn của. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Đại ca, người của Ngũ Hợp Bang thấy gây sự rồi. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Hồ Bang chủ, lần này ngài giúp ta, ta không mặc đãi ngài đâu. Sau này ngươi thành trưởng đà của Thái Sơn Hội, Ngũ Hợp Bang sẽ cần ngươi chiếu cố nhiều đấy. Giết người đền mạng. Trả quân đệ lại đây. Giết người đền mạng. Trả quân đệ ta lại đây. Giết người đền mạng. Ra đây. Giết người đền mạng. Ra đây mau. Xông lên. Con gái, con gái.
đứng đó, đừng động đậy. Con gái, mẫu thân, con ơi đứng đó, đừng động đậy. Con gái, đừng động đậy nhé. Cô bé không sao chứ? Con gái, con gái. Mẫu thân. Mẫu thân. Con gái, cầm đứa trẻ nhé, cảm ơn. Anh Tử, đừng nói chuyện bao đồng nữa. Còn có gì cần phải làm mà. Gặp chuyện bất bình, phải giúp đỡ. Sao lại nói chuyện bao đồng được chứ? Ngươi. Mau, giao ra. Giao ra mau. Đi thôi. Dừng tay. Quân binh tới rồi. Các ngươi đi mau đi. Dám hại tới mạng người. Có dừng pháp nữa không đây? Bắt người đi. Đi mau. Đừng động đậy. Đứng im. Đừng động đậy. Đi. Đi. Lại là ngươi. Mới được thả ra mấy ngày mà lại gây chuyện. Xem ra ngươi chưa ở đủ trong nhà lao nhỉ. Đưa đi. Đi. Dừng tay. Ông chủ Từ, ông thế này là làm khó ta đấy. Xô xát nhỏ thì thôi, nhưng mà liên quan tới cả mạng người, ta không giấu được đâu. Mã bộ đầu, giao tình của chúng ta tốt vậy, ngươi chăm chước một chút đi. Từ đường ta không phải, ngươi không biết báo ân. Không làm được. Có người kiện ngài, là ngài đứng sau. Ngài phải đi cùng ta một chuyến. Ngài cũng biết, đây là việc của ta mà. Thần bất do kỷ. Đưa đi. Đi. Đi, mau đi. Mau. Đi. Vào đi, mau lên. Đây là cái nơi quỷ quái gì thế này? Ông này sao mà ở đây được chứ? Tên nhóc con kia, quay lại mau. Người đứng lại chứ? Chắc chắn do Lương Tái Thành làm rồi. Ông đây chậm rồi. Để hắn ra tay trước. Huyện nha, bộ khoái đều bị hắn mua chuộc cả rồi. Chúng ta trong đại lao cũng chẳng khác gì nằm trong lòng bàn tay của người ta. Đại ca phải cẩn thận đấy. Tên tiểu tử nhà ngươi dám nói thẳng trước mặt Lương Tái Thành cũng lớn gan nhỉ. Ta thích người như ngươi. Báo cáo Lương gia, tiêu sư tới rồi. Vào đi. Nguy diễn tiêu cục, Mạnh Dân Phi cầu kiến. Mời. Mang trà lên. Nguy diễn tiêu cực, quy danh lừng lẫy. Không ngờ lần này các ngươi lại cử một nữ tướng đến đây. Tiểu muội Mạnh Anh Tử
Tôi là nữ nhân, nhưng cũng làm việc nhiều năm. Theo ta, vào Nam ra Bắc, cũng là tiêu sư hàng đầu của Quy Diễn Tiêu Cục, sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Chuyến đi này tuyệt đối không được phép có bất cứ sai sót. Danh tiếng của Quy Diễn không phải được thổi phồng lên đâu. Thái Sơn Hội các ngươi có rất nhiều võ sư, sở dĩ mời Quy Diễn Tiêu Cục không phải vì tin tưởng danh tiếng của bọn ta sao? Lần này đi qua nhiều nơi, người giang hồ sẽ nể mặt Quy Diễn. Ngài yên tâm, bọn ta làm nghề này mà. Đường gia, lần này ngài muốn mang Thái Sơn Thạch đến Biện Lương Đông Kinh sao? Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần vận chuyển hàng đến Biện Lương Đông Kinh là được. Đến đó sẽ có người đón tiếp. Vậy ngày mai đi sao? Thái Sơn Thạch vẫn chưa được chuẩn bị xong. Không phải vội, các ngươi cứ ở đây trước đã, vài ngày nữa khởi hành sao? Vậy được, ta xin cáo lui. Từ Đường bị nhốt trong ngục, qua ngày 9 tháng 10, ngài sẽ ngồi thực dưỡng trên vị trí trưởng đà của Thái Sơn Hội. Từ Đường có được thả ra thì cũng không làm gì được nữa. Chỉ cần đưa đồ tới Biện Lương Đông Kinh là được. Làm gì kia vui thì sau này các Sơn Đông đều là của ngài. Nếu Từ Đường không bao giờ ra được nữa thì sao? Để ta sắp xếp. Thứ phế vật, Từ Đường là một tên liều mạng, Lỗ Thạch lại càng khó đối phó. Nhưng mà nhị ca yên tâm, ta đã tìm cao thủ, sớm muộn gì họ cũng bị xử thôi. Cao thủ tìm ở đâu? Ta báo cáo. Đường gia, Chu Tam cầu kiến. Gọi hắn vào đây. Vâng. Chu Tam, ngươi biết quan phủ đang truy tìm ngươi không? Biết à? Chu Tam hết đường để đi rồi, nên mới đến nhờ giả ngài. Chu Tam mang án mạng trên người đến nhờ giả Lương gia. Có mang quà gặp mặt không? Ngoài ta ra, ta còn có thể lôi kéo Lỗ Thạch qua nữa. Lỗ Thạch, ngươi giỏi đấy nhỉ? Nếu không phải là ngươi thì tối qua Từ Đường đã bị người ta giết rồi. Từ Đường cho ngươi cái gì mà ngươi phải liều mạng vì hắn? Xem ra ngươi muốn ngồi trong ngục cùng Từ Đường rồi. Mã Bổ Đầu, ngươi đến tìm ta là để hỏi vậy thôi sao? Lỗ Thạch, ngươi đừng có quên quan.
Bây giờ ngươi đang dính phải một vụ án mạng, tội ngươi lớn lắm. May mà mạng ngươi tốt, gặp được quý nhân. Người huynh đệ, Lương gia nể mặt chúng ta, lát nữa không được nổi nóng đâu đấy. Người ta đã tốn không ít tiền để lôi người ra đó, chúng ta phải biết ơn. Đi, mời. Đến rồi à? Nơi cũ, bạn cũ, mời ngồi. Hôm nay người ra ngục, nhị ca mở tiệc cho người đấy để đón người. Không phải chứ, không có công lao thì không nhận thưởng, sao mà đột ngột vậy? Nào ngồi đi, ngồi đi. Câu anh hùng thương anh hùng, nhị ca thấy ngươi là một hảo hán nên muốn kết bạn với ngươi. Ta biết ngươi là người trượng nghĩa, ngươi đã giúp Từ Đường không ít, ta đánh giá cao ngươi. Nhưng mà kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Từ Đường bị nhốt trong nhà lao, ta không cho hắn ra thì hắn sẽ ở trong đó cả đời. Lỗ Thạch, ngươi theo loại người đó có thiệt không? Tam ca đối xử với ta rất tốt. Trước khi ra đây, Tam ca đã giao sòng bạc cho ta để ta quản lý. Từ Đường biến nó láo thật đấy, muốn dùng tí tiền để mua chuộc lòng người. Không giấu gì ngươi, sòng bạc này chẳng mấy chốc sẽ không còn là của hắn nữa. Người huynh đệ, sau này Lương huynh sẽ là trưởng đà của Thái Sơn Hội. Từ nó là sòng bạc, đến cả Dận Thành cũng đều là của Lương gia. Lỗ Thạch, ta sẽ cử người thu lại sòng bạc ngay thôi. Ta cũng giao cho ngươi quản lý. Lương gia đúng là biết giữ lời. Người huynh đệ, mau đi thôi, còn phân dân gì nữa? Mẹ nó chứ, mua rồi thì bỏ tay ra nhé. Mau đập hết đi. Đại ca, Lương Tái Thành đến phá đám rồi. Gì cơ? Đi. Lỗ Thạch,
Đừng động đậy, đừng động đậy. Giết những người này chẳng khác gì tháo bỏ chân tay của Từ Đường cả. Từ Đường không thể làm gì được nữa. Lương gia, Ngô Xuân bọn họ đều là lũ cứng đầu, quyết tâm đi theo Từ Đường, hay là giết bọn họ luôn đi, để tránh sau này xảy ra chuyện gì. Giết họ thì dễ, nhưng muốn để họ theo ngài thì người trong giang hồ sẽ kính phục ngài hơn. Nói hay lắm. Ngày 9 tháng 10 là ngày tốt, không phải sát sinh làm gì cả. Đại gia, vào xem đi. Bên trong có nhiều cô nương lắm. Ngài vào xem đi. Vào xem đi. Vào xem đi đại gia. Được được. Đại gia, sao giờ ngài mới tới vậy? Mua rồi thì bỏ tay ra nhé. Lại nào, đặt đi, đặt đi. Đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít. Ta đặt tiểu, ta đặt đại. Đặt đại, mở nhé. Đặt đại thắng. Quý khách này, ta đến xem thôi. Mấy người trước các ngươi đi qua, sao ta giúp đỡ, ta còn chưa kịp cảm ơn nữa. Nào, mời sang bên này. Nào, đại gia, mời ngài vào. Đây, mau ngồi đi, ngồi đi. Ông chủ Mạnh, ông đặt gì? Được à, bắt đầu nào. Đây, ông phát tài nhé. Ông chủ Mạnh, nhà thầu thắng. Xin lỗi nhé ông chủ Mạnh. Mời dùng trà. Lần này, đến đặt cái này. Được rồi, ông chủ. Bài của ông. Ông chủ Mạnh, ông có bao nhiêu? Xin lỗi nhé ông chủ Mạnh. Nào, lần này ông đặt ở đâu à? Đây. Được rồi. Ông chủ, bài của ông. Vẫn là nhà thầu thắng. Thế không được rồi. Cái này không là gì cả. Chơi vui là được rồi. Vậy coi như ta dây ngươi. Ngày mai ta trả. Chuyến tiêu này đi về đâu vậy? Đông Kinh Biện Lương. Vất vả lắm nhỉ? Không sợ vất vả, chỉ là Lương và các ngươi hình như không tin tưởng ta lắm. Chuyến này bảo vệ thứ gì thế? Ta cũng không nói rõ được. Hắn cứ giấu ấy. Nào, phát bài đi. Hôm nay chơi vui thật đấy. Lỗ ca, cảm ơn nhé. Người một nhà cả mà, khách sáo làm gì. Mấy ngày ở Vận Hành, mình cứ qua chơi thoải mái nhé. Lỗ ca hào phóng quá. Anh Tử, đây không phải là nữ hiệp sao? Vừa hay, huynh muội hai người đều ở đây. Ta cảm ơn hai người nhé.
Mùi biết nghe quên ở đây mà. Mùi mùi nam nhân mà. Mùi mùi nam nhân mà. Chơi một chút thôi, không có gì to tát cả. Ai là mùi mùi của ngươi? Ca ca mùi với ta là bạn mà, nên phải gọi là mùi mùi thôi. Chẳng trách ca ca ta lại chỉ tới đây như thế dạng vậy. Thì sao là vì có người bạn như ngươi sao? Ban đầu ta còn xem ngươi là anh hùng hảo hán. Quá ra ngươi cũng chỉ là người mở sòng bạc kiếm mấy đồng tiền bẩn. Đi anh Tử, đi thôi. Anh Tử, nghe ta nói đi mà. Muốn nói gì thì về rồi nói. Quỳnh không được đi đánh bạc nữa. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Chơi một chút thì làm sao chứ? Mùi cứ làm ầm lên, đứng trước mặt Lỗ Thạch mà không giữ thể diện cho ta gì cả. Ca ca, chúng ta đi từ xa tới Dận Thành, mục đích là gì? Huynh không sợ làm lỡ chuyện chính sao? Ta ảnh hưởng gì tới chuyện chính chứ? Ca ca, không thấy chuyến này không dễ dàng như vậy sao? Huynh còn nhớ chuyện ngoài bang bị cướp năm ngoái không? Thuyền cướp Dạ Minh Châu sao? Đúng, chuyện này xảy ra bên trong Dận Thành. Hai ngày nay ta nghe ngóng được trong thành, để đoạt được vị trí trưởng đà Thái Sơn Hội, rất có thể ta có tranh đấu với nội bộ. Lương Tái Thành là người rất thâm độc, chuyến này cụ thể là như thế nào đến nay hắn vẫn chưa nói chúng ta biết. Huynh không sợ trong đó có gì sao? Chuyện này ta cũng không yên tâm lắm. Lúc sắp tới trưởng quầy dặn dò rồi, chuyến hộ tống Lương Tái Thành không nhận cũng không tốt. Nhận rồi thì sợ gặp nhiều khó khăn, nên ngài bảo chúng ta tùy cơ ứng biến, phát hiện điều gì sai sai thì tìm cớ để từ chối, chứ không được tham gia vào chuyện này. Đúng, hay là ngày mai ta đi gặp Lương Tái Thành luôn đi. Nó là tiêu cục có chuyện gấp, phải về gấp. Nếu về, vàng nói thế nào đây? Trưởng quầy hỏi thì chúng ta phải nói rõ chứ. Không thì hắn sẽ cho rằng chúng ta tự giật mình thôi ấy, thành chuyện cười đấy. Thế thì sau này chúng ta sống kiểu gì nữa? Cũng đúng. Nhưng mà vậy chúng ta phải làm sao để điều tra được bọn họ đây? Bên đó, mau lên, làm nhanh nhẹn lên đi, mau lên. Bên đó, nhanh lên, mau lên nào, mau lên, đừng có làm biến. Mau lên. Sang bên đó đi. Lương gia, Lương gia, bia đã được làm xong rồi, mời ngài vào xem. Ông lão ở Đông Kinh Biện Lương là một nhà thư pháp lớn, mang tấm bia đá Thái Sơn này qua, chắc hắn thích lắm. Chẳng lẽ ngài đã nói tới Thái Kinh Thái Đại Sư? Thiên cơ không được tiết lộ. Đúng sở thích của ngài ấy, chắc chắn là thích rồi. Còn có thứ hắn thích hơn cơ.
Được rồi, đừng làm nữa, lùi xuống đi. Nhanh lên. Đi mau đi, đừng làm nữa, đi thôi. Mau lên đi thôi, mau lên. Đi nhanh lên, đi mau đi. Lương gia bọn họ đi hết rồi. Ngươi cũng đi đi. Dân. Dạ Minh Châu. Thì ra Thái Sơn Hội đã cướp cống phẩm triều đình. Sao? Không ngờ bên trong còn ẩn giấu thứ quý giá hơn. Bia đá chỉ là để che mắt người khác thôi. Đây mới là thứ giá trị thật sự. Thế nhưng chúng ta là người trong giang hồ. Đông Kinh Biện Lương thuộc về triều đình, hai phe khác nhau. Thái Sơn Hội có lớn mạnh nữa thì cũng chỉ là giả đảng trong giang hồ thôi. Muốn làm thành chuyện thật thì phải có người ở trong triều đình. Một khi bắt tay với triều đình thì đừng nói là Dận Thành bé nhỏ, cả Thái Sơn Đông đều thuộc về chúng ta. Ta hiểu rồi. Ngài là người làm chuyện lớn, bao giờ khởi hành? Ngày kia. Hai thiêu sư ở Quy Diễn Tiêu Cục có đáng tin không? Có bọn họ đi, dù có xảy ra chuyện gì bị quan phủ phát hiện thì cũng có bọn họ chịu tội hộ, không liên quan tới ta đâu. Ác độc thật đấy. Có người bên đó, đuổi theo. Bắt họ lại, bắt họ lại. Dân, đi đuổi theo. Nhanh. Đứng lại. Đuổi theo. Mau đuổi theo. Nhanh nhanh. Đứng lại. Đuổi theo. Đứng lại. Đứng lại. Mau ở bên đó, bắt họ lại. Đứng lại. Mau đuổi theo. Nhanh. Ca ca, hai chúng ta hãy chia nhau ra, gặp ở khách trạm. Được. Ở bên đó. Đứng lại. Ta đi bên này, ngươi đi bên này. Được. Bên đó. Mau đuổi theo. Đứng lại. Bọn họ không chạy được nữa. Rốt cuộc thì ngươi là người thế nào vậy? Các huynh đệ, lên đi. Giữ lại người sống. Cùng một dục giới Lương Tái Thành dám cướp cống phẩm triều đình, sao muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi vào Nam ra Bắc, biến định bài này chắc ngươi sẽ biết nhỉ. Đặc sướng ngự sử trung thừa. Năm ngoái cống phẩm ngoài ban cống triều đình bị cướp, tội phạm nằm ngoài dòng pháp luật. Châu phủ kết án rất qua loa, rất nhiều điều đáng nghi. Ngự sử trung thừa lệnh cho ta âm thầm tới Vạn Thành, trà trộn vào Thái Sơn Hội để điều tra việc này. Được rồi, Lương Tái Thành cướp cống phẩm triều đình, người mau báo quan phủ bắt hắn đi. Lương Tái Thành ở Vận Hành nhiều năm, đã cấu kết với quan phủ từ lâu rồi. Hành sự lỗ mãng sẽ bức dây động rừng mất. Vậy phải làm sao? Mùi mùa ta cũng ở trong tay bọn họ.
Không được, ta phải đi cứu anh Tử. Chỉ có người thôi thì cứu được nàng không? Mạnh đệ, đệ đừng sốt ruột quá. Bây giờ việc gấp là phải mau chóng thông báo với ngự sử đài. Mong người để giúp ta một chuyện, mang binh tới bắt Lương Thái Thành. Vậy anh Tử phải làm sao? Ta sẽ lo cho sự an toàn của nàng ấy. Lương Thái Thành sẽ mua chuộc quan phủ để truy nã ngươi. Đi đường cẩn thận. Yên tâm đi, ta là người của Tiêu cục mà, đi đâu cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà anh Tử tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Khi về ta sẽ tìm ngươi để đòi người đó. Ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Nhờ ngươi. Sao có thể để Mạnh Vân Phi chạy mất cơ chứ? Nhị ca, ta nói với bên quan phủ rồi, bọn họ đã dựng các trạm công co rồi. Chỉ cần Mạnh Vân Phi xuất hiện sẽ bắt được hắn ngay. Đêm dài lắm mộng, đá Thái Sơn cần được chuyển tới Đông Kinh, biện luôn gấp. Có ông lão bảo vệ, chúng ta sẽ không sao đâu. Nữ nhân đó đâu rồi? Đang nhốt ở sân sau à? Để nàng ấy sống, để nàng ấy đi khắp nơi nói linh tinh à? Giết đi. Vâng. Lương gia, để lại nàng ấy có ích đấy. Ca ca chạy mất rồi, nhưng mùa mùa vẫn ở trong tay chúng ta. Mạnh Vân Phi chắc chắn sẽ tới cứu nàng ấy. Cũng đúng. Giữ mạng nàng ấy thêm vài ngày đi. Lỗ ca, mở cửa. Mùi mùi, đói rồi đúng không? Cút. Tính khí nóng nảy thật đấy. Mùi mùi, ta khuyên mùi một câu, đừng sốt ruột, cứ ăn uống thoải mái đi, sức khỏe mới quan trọng. Ca ca mùi dẫn nhớ tới mùa đấy. Sao bây giờ mới tới đổi ca vậy? Ta buồn ngủ chết được. Như con gái ấy, đi mau đi. Hai vị, lúc trước ta là người đi theo Từ gia. Hai người đi ra từ tường phía tây, không có ai đâu. Đi. Đợi đã, hai vị, làm ta bị thương chút đi. Coi như là khổ nhục kế. Không thì ta không, anh nói với Lương Thái Thành được. Đi. Ngô Xuân, đi đâu được đây? Ta muốn cướp ngục cứu đại ca, nhưng mà có hai chúng ta thôi thì đại ca vào đó. Lỗ Thạch đi theo Lương Tái Thành, các quân đệ đều giải tán hết cả rồi. Đến khi chúng ta tụ tập được mọi người lại thì cứu đại ca sao? Chúng ta còn phải làm một việc nữa. Việc gì? Giết Lỗ Thạch. Ở bên đó. Đi.
Tới rồi thì hãy vào đi. Ta biết. Các ngươi ra ngoài thì gặp ta đầu tiên. Ngươi biết thì tốt rồi. Tam ca đối xử với ngươi không tệ. Thế mà ngươi lại đi theo Lương Tái Thành, không giết ngươi. Các huynh đệ không hả giận được. Trước khi ra tay, ta có thứ muốn cho hai người xem. Lỗ Thạch, ngươi có nhiều ngân lượng nữa cũng không mua lại được mạng của ngươi đâu. Về mạng Tam ca thì sao? Lương Tái Thành hãm hại Tam ca, chẳng phải vì dùng ngân lượng mua chuộc đó sao? Chúng ta muốn cứu Tam ca thì cũng phải dùng ngân lượng, nhưng mà phải chi nhiều hơn Lương Tái Thành. Vậy ngươi là phe nào? Câu này không chỉ các ngươi hỏi ta thôi đâu. Đã nghĩ kỹ là muốn đi đâu chưa? Tam ca, ta còn phải chọn sao? Người huynh đệ, ngươi phải để Lương Tái Thành coi ngươi là huynh đệ. Vậy chúng ta sẽ có ngày lật ngược tình thế thôi. Người đâu? Tiền đâu? Không phải nói là vừa giao tiền vừa giao người sao? Ta cũng đã nói, không thấy ngân lượng thì không thả người sao? Ngươi mà dám làm trò gì, ta sẽ chém người đó. Đi. Tam ca. Tam ca. Khỉ gió nhà ngươi, Mã Minh. Nào, Từ Đường, ngươi đừng mắng ta. Muốn mắng thì mắng ngân lượng ấy. Có tiền mua tin cũng được mà. Đừng trách ta. Lấy tiền đi. Lương Tái Thành không gì đối phó đâu. Các người bảo trọng nhé. Đợi ta xử lý Lương Tái Thành xong sẽ tới lượt ngươi. Người huynh đệ, huynh đệ tốt. Ngày mai là mùng 8 tháng 10, người của Lương Tái Thành sẽ khởi hành để dẫn chuyện đá Thái Sơn. Số người đường đi ta đều rõ cả rồi. Lương Tái Thành cho chúng ta một món quà, ngày mai chúng ta sẽ nhận được đó. Sau đó, người của ta sẽ dẫn chuyện tới Đông Kinh Biện Lương, mượn qua dân Phật. Đến khi đó, Thái Thái Sư sẽ chỉ biết Sơn Đông có Từ Đường ta thôi, không có ai khác nữa cả. Lương Tái Thành tính toán đủ đường, nhưng lại thành làm việc hộ Tam ca. Người huynh đệ, người lập công rồi. Những huynh đệ khác đâu, tập hợp đủ chưa? Đủ hết rồi. Nghe nói Tam ca ra ngoài, các huynh đệ đều rất sẵn sàng. Được, báo với bọn họ ngày mai ra tay luôn.
Chuyển mấy hòn đá ra. Dâng. Tam ca, Chu Tam, ta nên thi hành gia pháp với ngươi từ lâu rồi, để ngươi chạy mất. Nay ta phải vù vào rồi. Xin ta tha mạng cho ngươi đi. Tam ca, tha mạng đi. Tha mạng đi. Xin hãy tha mạng. Tha mạng đi Tam ca. Tam ca, mở ra. Tránh mặt đi. Hai người vất vả rồi. Được các huynh đệ mang thứ này tới Đông Kinh Biện Lương, mượn qua dân Phật. Trên đường đi phải cẩn thận, không được để có bất cứ điều gì bất trắc. Dân Tam ca yên tâm. Đừng quên, nhất định phải chào lão gia thay ta. Nào, ngày mai là mùng 9 tháng 10, ngày chọn trưởng đà. Ngày mặt thế này chắc chắn là vị trí sẽ thuộc về ngài thôi. Đến ngày Lương Tế Thành được nở mày nở mặt rồi. Lương gia đã Thái Sơn đã bị cướp mất rồi. Vậy bọn Chu Tam thì sao? Chết hết rồi à? Là Dư Đường làm. Ta nhận được tin tức, tối qua Dư Đường chạy ra khỏi nhà lao. Hôm nay đã thấy Sơn bị cướp mất. Không phải hắn thì còn là ai được nữa? Mã Minh làm ăn cái kiểu gì thế? Sao lại để Dư Đường chạy được cơ chứ? Không được coi là Mã Minh là bạn. Hắn không nói lý đâu, chỉ quan tâm tiền thôi. Chúng ta cho tiền được, bọn Dư Đường cũng cho tiền được. Ăn tiền cả hai bên lại càng vui. Mã Minh, Mã Minh, Mã Minh. Đến khi ta rảnh rỗi, ta sẽ khiến hắn không được toàn thây.
Chuyện gấp bây giờ là phải đối phó được với Dư Đường. Sở dĩ hắn muốn cướp đá Thái Sơn, chắc chắn là vì hắn biết chuyện ẩn giấu trong đó. Vì hắn đã nắm được rồi, chắc chắn là hắn muốn mượn qua hiến Phật. Như vậy thì thành công cốc hết rồi, lại còn giúp hắn được như ý nguyện. Thứ khỉ gió, nếu biết có ngày hôm nay, ban đầu ta phải diệt hắn luôn, để tránh hắn thành mối lo sau này. Cho dù Dư Đường cướp được đồ, thì cứ để hắn đưa tới Đông Kinh Biện Lương đi. Đã làm thì phải làm cho trót. Trước khi hắn tới gặp người ta ở Đông Kinh Biện Lương, chúng ta giết hắn. Đúng rồi, như vậy thì người bị công cốc không phải chúng ta, mà chính là Dư Đường. Dư Đường cử người vận chuyển hộ chúng ta, vất vả cho hắn rồi. Đừng đá đồng gì tới Dương Đường rồi. Coi như chúng ta không biết chuyện này do ai làm. Ngày mai là ngày chọn trưởng đà, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Chúng ta mai phục, bắt hắn ngay tại trận, giết gà dọa khỉ, để tránh sau này có ai dám gây chuyện thị phi. Lỗ ca, ngươi về bao giờ thế? Nửa canh giờ trước. Tôi tin tới chưa? Gặp được ngự sử Trung Thừa Đại Nhân chưa? Trung Thừa Đại Nhân ở ngay tới Nam. Người bảo ta và thông báo với ngươi, ngày mai quan binh sẽ tới vận hành. Ngoài ra, Trung Thừa Đại Nhân đã cử người tới Đông Kinh Biện Lương rồi. Đá Thái Sơn đó sẽ bị bắt lại ngay. Ngày mai Thái Sơn hội sẽ chọn ra trưởng đà. Đường Tái Thành sẽ mai phục để bắt Dư Đường. Ta nhắc nhở Từ Đường rồi, hắn sẽ mai phục trên đường đi. Sao ta giới Lương Tái Thành trước, đến khi đó để bọn họ đánh nhau trước, rồi để quan binh bắt sau. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Anh Tử sao rồi? Anh Tử ổn lắm. Hay là tối nay chúng ta cũng ngủ ấy ra luôn đi? Không được, nếu như tối nay ra tay sẽ rút dây động rừng đó, làm hỏng chuyện lớn ngày mai. Nhưng mà ngày mai quân binh tới, ngươi sẽ cứu được anh Tử. Có gì mà không yên tâm đâu. Các ngươi đi bên đó, dân mau lên. Bên đó, dân mau lên. Sao ngươi cản đường ta chứ? Làm gì thế? Tránh ra, là ngươi cản đường ta. Ngươi tránh ra. Đại gia đằng trước có người chắn đường. Tránh ra, không đấy. Sắp tới giờ rồi, xuống xe, đi bộ qua đó. Tên họ Lương kia, người xấu xa lắm, dám hại ta. Không ngờ tới chứ. Ông đây ra tay trước cho người biết mùi. Giết. Ha 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 ha
Dư Đường, đừng vui sớm vậy. Ta biết ngươi định làm gì, vẫn đề phòng mà. Ngươi Lỗ Thạch, ngươi ở doanh trại của quân Tào, nhưng lòng ở bên quân Hán. Hai ngươi diễn hay đấy, thiếu chút nữa thì lừa được ta. Sao ngươi lại nghĩ ta là người của Dư Đường? Mã mình không dễ mua chuột đâu. Từ đường lấy đâu ra một khoản tiền lớn vậy chứ? Ta giao sòng bạc cho ngươi quản lý, nhưng sổ sách ở đó làm sao mà giấu được khỏi ta? 300 lượng bạc không cánh mà bay. Lỗ Thạch, ngươi còn gì muốn nói không? Các huynh đệ, giết! Đừng động đậy, đứng im. Lỗ Thạch, đã ra ngoài lăn lộn thì phải theo đúng người. Trước khi chết, ngươi còn muốn gì nói không? Ngươi chỉ nói đúng một câu thôi. Đừng vui sớm quá. Lỗ Thạch, suốt cuộc ngươi là ai? Đặc sứ của ngự sử Trung Thừa. Đường Tái Thành, người lớn gan, dám làm càn, cướp cống phẩm triều đình, hối lộ đại thần. Người đã biết tội chưa? Nhị ca, đều xong rồi. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Đừng cố nữa, đừng động đậy. Bỏ binh khí xuống, bỏ xuống, mà bỏ xuống. Đường Tái Thành, bó tay chịu trói đi. Yeah.
Ca ca, không sao chứ? Không sao. Đứng im, đừng động đậy. Đi, đưa đi, đi, mau lên, đừng động đậy. Nên gọi ngươi là Lỗ Thạch Ca hay là Đặc sứ Đại Nhân đi? Gọi gì cũng được hết. Hay là mụ mụ gọi ta là tên chó săn?